Ok, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ gửi bạn đến chương trình iGov của Tốc Cần VTC. Khi tham gia iGov, các bạn nhận được 50 VTC khoảng 30 đô nha tất cả các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn join vào hai kênh Telegram, một kênh channel và một kênh nhóm chat của nó. Bước thứ hai, các bạn follow cái fanpage thì word của nó. Rồi các bạn test làm cái bình luận comment nha các bạn. Tan ba người bạn vô nha các bạn. Mình đã chưa tan nữa. Rồi các bạn like Facebook và chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây điền là mail. Ơi phía nam. Là các bạn điền tên của mình. Tên họ gì tên gì đó. Rồi các bạn điền địa chỉ email. Rồi bắt cái địa chỉ ERC20 vô đây nè các bạn. ETH rồi Telegram và ghi cái user theo Word. Rồi các bạn lấy cái đường link Facebook, các bạn bắt vào đây, mình hướng dẫn các bạn lấy rồi rất nhiều video nha các bạn. Rồi Ethereum ad của bạn, Gepfer ETH. Các bạn. Không các bạn ơi, dòng cái dòng này các bạn đi xin nha các bạn. Mình có để phần ghép phơ là cái phần ghép ETH á, với ETH á. Rồi các bạn bắt địa chỉ với ERC20 của bạn vào đây, bạn bấm gỡ nha các bạn. Vậy là chương trình này góp mình kết thúc nha các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Mình đã quên tan ba người bạn nữa thôi. Để mình làm sao nha các bạn.